ghét con à? Má ơi, rồi má cũng mất đi, má cáo tầng một nắng hai sương để nuôi cho con cũng rồi lại lo dính vợ gả chồng cho con yên bề gia đình. Ngày con sanh đứa con đầu lòng, vợ chồng con vui mừng khôn xiết. Cùng má thì mặt quay vào nhất, môi run run khấn vái một điều gì mà nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Má ơi, bây giờ con đã có con nuôi con của con lớn, con mới cảm nhận được lòng mẹ thương con cao như thái sơn rộng hơn biển cả. Vậy mà có khi con còn nói những lời vô ý thức làm cho má đây phải đau lòng. Má ơi, trước thềm năm mới con quỳ xuống đây, con xin má cho con một lời tha. Từ đây con sẽ thường xuyên thăm viếng má khi má còn ở thế gian. Con nói được những lời đó là hạnh phúc lắm rồi. Con ơi, nước mắt bao giờ cũng chảy xuống chứ đâu có chảy ngược lên đâu con. Con hiếu đạo với má thì rồi sau này con của con nó sẽ hiếu đạo lại với con. Đó là quy luật đó con à. Má ơi, má hết giận con rồi hả má? Bà ơi, bây giờ bà hết giận má con rồi hả? Bà đâu có giận, bà thương chứ rồi đâu có giận. Bà nhớ má con nè, nhớ con nè, không có tới thăm bà đó, bà nhớ dữ lắm đó biết không? Mà con à. Dạ. Sao má không thấy chồng con gì vậy? Dạ má ơi, hôm nay ngày Tết, ảnh phải đi chở hàng giao cho người ta đó má. Ôi uổng quá con ha. Dạ. Phải chi có nó ở nhà thì vui biết là bao nhiêu mà nói. Má ơi, con nói cho má nghe nghe. Con bé My lúc này nó hát hay lắm má. Nó hát? Dạ. Ôi cha, hát được không con? Dạ. Ôi đâu, đâu hát cho bà nghe một bài coi. Nè, bé My, con biết hát bài nào? Con hát cho bà ngoại nghe đi con. Hát tiếng Việt nha, đừng hát tiếng Mỹ, tôi không biết nghe đó nha. Dạ. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Trời đất ơi, tôi chết vì cái miệng này nè. Trời ơi là trời. Má thấy không? Dễ thương quá. Vậy đó là bà vui lắm đó nghe. Đặng rồi nói chuyện với bà nữa. Con nói tiếng Mỹ hoài, bà đâu có biết gì đâu mà nghe. Không hả? Má ơi, hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Má con mình dẫn cháu đi chùa lễ Phật nha má. Má bận đồ sẵn rồi nè. Má tính đi chùa đó. Mà rồi bây giờ có con về đi là cả nhà đi như vậy là má vui lắm. Thôi đi con, đi. Mình đi má. Đi cho kịp lễ con à. Đi.